Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu tới các bác về một cái mẫu sản phẩm vô cùng là tiện lợi, phù hợp cho tất cả các bác thợ làm nghề. Túi giỏ đựng đồ nghề đeo hông và túi đựng đồ nghề để cho các bác có thể là sử dụng đựng đồ nghề để khi mà các bác đi làm, đi sửa chữa nhá, đi lắp đặt nhá. Với cái mẫu sản phẩm này thì bên em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác. Thì hôm nay là bên em về cái số lượng rất là nhiều. Bên em thì cung cấp sỉ lẻ cái số lượng rất là nhiều nên là giá cả cạnh tranh bao giờ cũng là tốt nhất thị trường cho các bác nhà mình. Các bác tiếp tục theo dõi video, một lát nữa em sẽ công bố giá để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo. Và khi mà đặt hàng thì các bác cứ để lại số điện thoại, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cho các bác. Hoặc các bác liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Số điện thoại em có để lại dưới phần tiêu đề của bài viết nhé. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình về cái túi size chung này. Đây là một chiếc túi size chung. Bên em sẽ gửi cho các bác là có hai mẫu nhé, hai size, size chung và size đại. Đây là size chung này các bác này. Size chung và size đại thì nó giống y hệt nhau, nó chỉ khác nhau về kích cỡ thôi. Với cái túi size chung này thì kích cỡ sẽ là chiều cao là 25, chiều dài 42 và chiều rộng sẽ là 20. Các bác nhìn, thứ nhất là em sẽ chi tiết cho các bác về cái đáy túi nhé. Đáy túi thì được đan dây như thế này, cực kỳ dày dặn, đẹp và chắc chắn. Các bác sẽ có hai dây xách tay này và một dây đeo vai như này ạ. Cái dây đeo vai này thì các bác có thể là tùy chỉnh ngắn dài theo ý muốn nhé. Và các bác sẽ có rất là nhiều ngăn để các bác có thể là phân chia đồ. Bên trong là một ngăn to đại như này. Các bác nhìn cái chất liệu của nó này, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Trong này các bác sẽ có một ngăn phụ ở đây nhá. Cái này của bên em sẽ được đệm vải như này này, cực kỳ là dày. Vì trên thị trường cũng có một số nơi bán sản phẩm túi, nhưng mà tuy nhiên là em thấy là người ta bọc bên trong là cái lớp giấy bóng, các bác dùng nó sẽ nhanh bị lổ nhá. Cái sản phẩm này của bên em được đệm vải cực kỳ là dày nên là các bác cực kỳ là yên tâm khi sử dụng, không bao giờ lo bị bục các bác nhá. Bên ngoài này các bác có rất là nhiều ngăn kéo khóa này. Bên mặt trước thì các bác có hai ngăn kéo khóa này. Tất cả những cái củ khóa này đều là củ khóa đồng nhá, rất là to và các bác kéo nó rất là nhẹ và rất là bền. Đây là các bác này, để em sẽ mở cho các bác được cùng tham khảo nhá. Cái chất liệu của các bác nhìn thấy chưa, cực kỳ là đẹp luôn đó. Mặt trước các bác có hai ngăn này, mặt sau là các bác cũng có hai ngăn như mặt trước luôn. Tất cả đều là ngăn kéo khóa nhé các bác, cực kỳ là đẹp luôn. Bên sườn là mỗi bên là các bác có một ngăn như này ạ. Bên sườn này là mỗi bên là một ngăn nhá, là các bác có hai bên. Tổng thể túi có những 8 ngăn cơ. Đây là ngăn bên sườn này. Bên này cũng một ngăn như vậy luôn. Chất liệu rất là đẹp nhá. Và về cái phần túi xách tay, dây xách tay này này các bác này. Dây xách tay thì nó sẽ đan liền thành một khối luôn, nó không có điểm nối, cho nên là các bác dùng nó sẽ không bao giờ lo bị đứt. Đây nó sẽ được luồn qua bên trong này và xuống đáy túi nhá. Đấy, đáy túi luồn qua đây và vòng qua bên này. Đó, các bác sẽ vòng qua bên này, nó liền thành một cái dây luôn. Đấy, tức là hai cái dây xách tay này nó sẽ liền là một dây liền nguyên khối, không có điểm nối, nên là các bác không lo bị đứt. Kể cả cái dây xách tay, dây đeo vai cũng như vậy luôn. Đó, luồn vào bên trong này, xuống dưới đáy túi và luồn qua bên này nha các bác nhé. Cực kỳ là đẹp và chất lượng. Đối với cái mẫu túi size chung này nhá, bên em sẽ gửi tới tay cho các bác với cái giá là 230.000 đồng các bác nhé. Các bác nghe rõ giúp em này, túi size chung kích cỡ sẽ là cao 25, dài 42 và rộng 20. Giá sẽ là 230.000 đồng. Bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc cho các bác. Tiếp theo là em sẽ chi tiết cho các bác về xe đại này. Xe đại thì nó cũng hơn kích cỡ, thì nó cũng như size chung nha các bác. Kích cỡ nó to hơn, cái kiểu dáng nó như size chung nhưng mà kích cỡ của nó sẽ to hơn và dài hơn nhá. Đó, đây là túi xe đại này các bác này. Kiểu dáng như size chung nhưng mà nó sẽ bự hơn nhá. Các bác cái chiều cao sẽ là 32, chiều dài 48 và chiều rộng 22. Với chiếc túi xe đại này thì bên em sẽ gửi tới tay cho các bác giá là 260.000 đồng. Em xin nói lại giá để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo nhé. Túi size chung sẽ là 230.000 đồng. Kích cỡ sẽ là cao 25, dài 42 và rộng 20.
Còn size đại sẽ là giá 260.000 đồng. Kích cỡ là cao 32, dài 48 và rộng 22. Bác làm một chốt cái cỡ nào thì các bác hãy thông báo trực tiếp cho bên em. Bên em sẽ gửi đúng mẫu về tận nơi cho các bác luôn. Thì em vừa chi tiết về cái mẫu túi đựng đồ nhá. Còn bác làm mà hay làm việc ở trên cao thì các bác sở hữu cái túi đeo hông này ạ. Đây là sản phẩm túi đeo hông để cho các bác có thể làm việc ở trên thang trên giáo này. Các bác sẽ có một ngăn to đại như này. Đó, cái ngăn này thì các bác có một cái mảnh dán đây. Các bác có thể là đựng kìm kéo cả lê tô vít được nhá. Cái mảnh dán này cực kỳ là chắc chắn luôn. Rất là rộng rãi này. Bên này các bác có một cái điểm để gài máy khoan pin. Bên này là sẽ có 4 cái điểm gài để cho các bác gài kìm kéo cả lê tô vít này. Và có một cái móc treo bằng dây quách điện này. Phía bên sau nhá. Bên sau là các bác sẽ có một cái củ khóa rất là to như này ạ. Đó, cái củ khóa rất cực kỳ là to. Và cái dây này các bác có thể tùy chỉnh ngắn dài lên là bác nào cũng có thể đeo vừa được. Với cái sản phẩm túi đeo hông này thì bên em sẽ gửi tới tay cho các bác. Giá là 160.000 đồng các bác nhá. 160.000 đồng. Bên em sẽ bao phí vận chuyển trên toàn quốc. Bên em về cái số lượng khá là lớn nha các bác. Đây là em đang chi tiết cho các bác một ít thôi, còn trong kho lúc này về nhiều lắm. Số lượng lớn cho nên là giá cạnh tranh, giá tốt nhất cho các bác nhà mình. Về cái chất liệu của túi thì nó sẽ là chất liệu vải bố Mỹ cao cấp nhá. Các bác dùng nó cực kỳ là bền. Đó, không có bao giờ lo là bị bục bị rách đâu ạ. Rất là bền luôn. Bên em đã cung cấp số lượng rất là nhiều rồi. Tất cả các bác khách hàng đón nhận và sử dụng và phản hồi lại cái chất lượng sản phẩm cực kỳ là ok. Khách hàng rất là hài lòng đối với cái sản phẩm này của bên em. Thì bác nào có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em nhé. Cái này thì 5.000 W luôn các bác ạ. Đấy, một cái mẫu sản phẩm cực kỳ là đẹp và chắc chắn nhá. Thì cái mã này hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác nhà mình với mức giá là 200.000 đồng nhá. Để em sẽ báo giá luôn để cho các bác được cùng tham khảo và lần lượt từng mã sản phẩm. Một chiếc máy sấy tóc cực kỳ là đẹp và chắc chắn như này. Các bác sử dụng điện trực tiếp 220 nhá. Giá thanh lý sẽ là 200.000 đồng, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Đấy, một cái mã thứ hai là đây là cái đồng hồ bơm lốp này các bác này. Cái đồng hồ này thì các bác sẽ sử dụng lắp vào máy hơi nhá. Giá của nó sẽ là 150.000 đồng, miễn phí ship cho các bác luôn. Đấy, đây, các bác sẽ lắp vào máy hơi và sử dụng để bơm lốp. Rất là tốt nhá. Đấy, bơm lốp xe 150.000 đồng thôi ạ. Giá miễn phí ship cho các bác này. Tiếp theo thì hôm nay em sẽ thanh lý luôn cái mã sản phẩm bút thử điện này. Em có hai mã nhá. Cái bút màu trắng này này. Cái bút điện màu trắng này nha, các bác nhìn nó rất là chắc chắn, đẹp cực kỳ luôn. Đây, hôm nay là em sẽ thanh lý cái mã này cho các bác. Riêng về cái bút thử điện này thì là các bác sẽ có một cái chức năng, đó là sẽ đo được thông mạch các bác nhé. Đo được thông mạch, trong này nó có một cái mạch này. Đấy, cái này các bác sử dụng để đo thông mạch được nhé. Bút điện đa năng. Đấy, thì giá của nó sẽ là 150. À em xin lỗi, cái mã này là em tính cho các bác giá là 130.000 thôi nhá. 130.000, miễn phí ship. Đấy, nhìn nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Giá là 130.000 nhá. Nó có cả chức năng để các bác thể đo thông mạch nhá. Rất là ok, giá 130.000. Còn các bác mà cần bút cảm ứng nhá, bút thử điện cảm ứng thì em có cái mẫu của Hatlen này này. Đấy, mẫu bút của Hatlen, bút thử điện Hatlen là nó sẽ là bút cảm ứng. Các bác thể đo được điện đứt ngầm nhá. Giá của nó sẽ là 150.000. Để các bác lựa chọn, các bác lưu ý này, khi mà các bác đặt hàng các bác đọc đúng mã sản phẩm cho em. Đấy, các bác đọc cho em là bút điện màu trắng này 130.000 hoặc là bút điện màu đỏ 150.000. Mỗi cái nó có một cái hay riêng nhá. Cái màu trắng này các bác sẽ đo thông mạch được. Đấy, còn cái màu đỏ này thì sẽ là bút đo cảm ứng nhá. Đấy, giá màu trắng là 130, còn màu đỏ sẽ là 150.000. Giá này là em vẫn miễn phí ship hoàn toàn cho các bác rồi. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu tới các bác một số các sản phẩm kéo cắt cành này, kéo cắt đa năng. Đấy, bên em thì có rất là nhiều mã nhá. Để các bác thể lựa chọn này, một cái mẫu đầu tiên. Cái này là cái kéo đa năng màu trắng này. Đấy, cái này thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000, các bác gọi cho em là kéo đa năng cán trắng, cán cong trắng nhá. 80.000 là riêng cái kéo này là em chưa có bao ship. Khi mà các bác có những cái đơn hàng mà được bao ship rồi, các bác thể lấy thêm một hai sản phẩm mà chưa được bao ship đi chung thì là các bác sẽ không mất thêm tiền phí ship nhá. Đấy, kéo cán trắng cong giá là 80.000, chưa có phí ship. Đây là kéo đa năng này. Đấy, các bác cắt được những cái chất liệu này, trên này nó có hướng dẫn sử dụng cho các bác. Để các bác thể lựa chọn cán thẳng hoặc cán cong nhá. Cái màu trắng này là cán cong này,
còn cái màu đỏ này là cán thẳng này. Đấy, cái tay màu đỏ này, màu đỏ pha đen đây. Đấy, các bác gọi là kéo cán trắng hoặc là kéo cán đỏ cho em nhé. Cán đỏ thì sẽ là cán thẳng, còn cán cong là nó màu trắng như này. Đó, giá đồng giá nhau luôn cho các bác là 80.000 một chiếc. Nhưng mà riêng về cái mã này là các bác chưa có được bao ship nhé. Còn đây là kéo cắt bonsai này các bác này. Cái này các bác gọi cho em là kéo bonsai màu đỏ nhé. Đấy, kéo bonsai màu đỏ, giá là 120.000 miễn phí ship cho các bác. Đấy, 120.000 miễn phí ship. Các bác gọi cho em là kéo bonsai màu đỏ nhé. Còn đây là kéo bonsai Nhật này các bác này. Cái kéo bonsai Nhật này thì các bác sẽ được đây, các bác được tặng kèm theo. Nó có tặng kèm theo một đôi lò, một cái lò xo như này để các bác thay thế về sau nhé. Riêng về cái kéo này thì cái phần lưỡi kéo của nó rất là dày. Đấy, đây, cái này nó là chốt tự động nhá. Khi mà các bác đóng chốt lại thì các bác mở, các bác chỉ cần bóp mạnh như này là nó sẽ tự động nó mở chốt ra rồi. Đấy, cái phần lưỡi kéo nó rất là dày rồi các bác này. Cái này là kéo Nhật lưỡi, kéo của nó sẽ là lưỡi thép chống han. Đấy, chống han, chống rỉ. Khi mà các bác sử dụng xong thì các bác tra cho em một ít dầu mỡ vào đây. Cái kéo của bác sử dụng rất là bền và không bao giờ bị han rỉ nha các bác nhá. Giá là 150.000 nhá. Cái này các bác gọi cho em là kéo bonsai Nhật nhá. Kéo bonsai Nhật là 150.000, là miễn phí ship hoàn toàn cho các bác. Đấy, cái mẫu này các bác gọi cho em là kéo bonsai Nhật này. Và tiếp theo đến một cái mẫu này nữa. Đây, cái mẫu này thì nhìn nó cực kỳ là đẹp và sắc nét từng chi tiết luôn cho các bác này. Đây là cái mã này các bác gọi cho em là mẫu kéo cắt cành. Đấy, kéo bonsai hoa anh đào nhá. Kéo bonsai hoa anh đào. Đây nó có cái hình bông hoa anh đào đây. Đấy, kéo bonsai hoa anh đào giá là 200.000, là miễn phí ship hoàn toàn cho các bác này. Cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Còn đây là mũi khoan tháp nhá. Đấy, bên em thì sẽ có 3 cỡ mũi khoan tháp. Cái cỡ này là cỡ to nhất này. Nó sẽ từ 4 ly cho đến 32 ly. Giá sẽ là 120.000 nhá. Nó còn cái cỡ nhỏ hơn là từ 4 đến 20 thì sẽ là 95.000. Và một cỡ nhỏ nhất là từ 4 đến 12 sẽ là 65.000. Đấy, về mũi tháp thì là các bác không có được bao phí ship nhé. Đấy, còn hôm nay bên em còn mấy cái bộ tăng đô này, tăng đô hớt tóc của Samsung này, giá là 300.000 một bộ nhé. Đây là tăng đô hớt tóc bằng pin. Cái này thì quả pin của nó rất là khủng đấy các bác này. Nó sẽ có hai quả pin này, một quả pin dự phòng bên ngoài và một pin theo máy nhé. Máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, giá là 300.000 đồng một bộ nhá. Sẽ có đầy đủ cho các bác này, một sạc này, một lọ dầu này, một chổi quét này và bốn cái túi này nhá. Đấy, tất cả bốn cái túi. Giá là 300.000 một bộ. Đây là tăng đơn của Samsung này. Giá 300.000 nhá. Giá là các bác được bao ship rồi. Đấy, riêng cái bộ tăng đơn này là em bao ship hoàn toàn cho các bác. Tiếp theo thì là em sẽ tư vấn tới các bác một số các dòng sản phẩm máy cắt cầm tay nhá. Hôm nay thì em sẽ thanh lý cái mã máy cắt cầm tay của Saikyo. Mã này em thanh lý cho các bác giá là 399.000 một máy nhé. Nó sẽ có nguyên bộ như này, một máy này, một tay cầm này, tay mở và ốp bảo vệ như này nhé. Máy này sẽ sử dụng công tắc gà ở đuôi, 100% là dây đồng được dài cho các bác này. Công tắc gà đuôi này và chổi than bên ngoài như này. Đấy, cái này thì các bác để tự thay than rất là đơn giản nhé. Máy một tấc là các bác sẽ sử dụng đủ lượng các hộp lưỡi mài phim 100. Và cái mã này thì công suất của nó sẽ là công suất cực đại 950W và vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút. Em thanh lý cái mã này là 399.000 nhá. Ngày hôm nay các bác đặt máy này thì em sẽ tặng các bác thêm một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000 nhá. Đây là máy của Saikyo. Đấy, hoặc là các bác mà có nhu cầu cái con máy mà có điều chỉnh tấc nhá, là có luôn. Máy Detton rất là nhiều hôm nay này. Đấy, Detton thì là em sẽ có mã chỉnh tốc hoặc là không chỉnh tốc. Cái mã này là em sẽ tư vấn tới các bác một cái mã máy chỉnh tốc của Detton. Cái này thì sẽ sử dụng công tắc bóp nhé. Công tắc bóp này. Đây, em sẽ mở cho các bác được cùng. Nói chung là máy cắt điện trực tiếp 220 thì cái mã nào nó cũng sẽ có đầy đủ phụ kiện cho các bác là tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ đi theo cho các bác. Đấy, riêng với Detton này thì các bác sẽ có phiếu bảo hành chính hãng nhé. Đấy, đây, và được tặng kèm thêm một đôi chổi than này. Tay cầm, tay mở, ốp bảo vệ lưỡi là đầy đủ hết cho các bác nhé. Đây, cái máy này là máy chui dài này. Đây là Detton chui dài. Chui dài thì là các bác sẽ có điều chỉnh tốc luôn nhé. Đấy, chui dài là mình sẽ có chỉnh tốc ở trên lưng máy như này. Công tắc bóp này, máy một tốc này. Đây, cái mã này công suất của nó sẽ là 950W nhé. Mài Detton chỉnh tốc là em sẽ có hai mã, một mã chui dài và một mã chui ngắn.
đấy, chui ngắn thì sẽ là công tắc cạnh, còn chui dài là công tắc bót như này. Giá của nó sẽ đồng giá nhau luôn là 700.000 đồng trên một bộ nhá, 700.000 đồng trên một bộ. Đấy, đây là đét tôm nó chỉnh tốc này. Còn nếu như mà đét tôm mà không chỉnh tốc thì là em sẽ có mã chui ngắn nhá. Đấy, đây, cái mã này thì là không có chỉnh tốc này các bác này. Đây là đét tôm chui ngắn DKAG950D. Đấy, cái mã này thì công tắc của nó sẽ gạt đuôi nhá. Về chui ngắn này em sẽ có hai mã, một mã là công tắc gạt ở đuôi và một mã là công tắc ở trên cạnh máy nhá. Đồng giá nhau cho các bác. Đây, hàng đét tôm thì nó là hàng logo, cái này logo của nó dập nổi rất là đẹp nhá. Hàng chính hãng nên là các bác xài thì cực kỳ yên tâm. Cái mã này công suất của nó sẽ là 950W. Đấy thì sẽ có mức giá là 560.000 đồng trên một bộ nhá, 560.000 đồng trên một bộ. Các bác lựa chọn máy này là máy không chỉnh tốc nhá, là có máy chỉnh tốc hoặc là không chỉnh tốc. Đấy, các bác có thể là lựa chọn cái mã nào thì các bác cứ thông báo bên em. Đấy, hôm nay thì em cũng còn mấy cái bộ máy của đây là Makute này các bác này. Mài của Makute có chỉnh tốc là em cũng sẽ có hai mã nhá, mã chui ngắn và mã chui dài. Đây là mã chui ngắn này các bác này. Mã chui ngắn này thì là công tắc nó sẽ ở trên cạnh máy như này nhá. Đấy, cái của Makute thì công suất nó sẽ là 850W này. Máy kiểu máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, cái chui ngắn là kiểu dạng như này này. Đây là chui ngắn công tắc cạnh này. Đó. Thì đây là của Makute nhá. Makute thì giá sẽ là 650.000. Đấy, còn Detto là 700.000. Nói chung là Detto thì nó cũng giống Makute nhưng mà nó chỉ khác tên khác màu thôi. Đấy, các bác cứ hình dung ra này. Đấy, đây, cái này chui ngắn thì cái chỉnh tốc của nó sẽ nằm bên dưới như này nhá. Cái này là các bác điều chỉnh được 6 lít tốc độ nhá. Đấy, 6 lít tốc độ này. Máy một tốc này, máy một tốc nhá. Đấy, các bác sử dụng được lưỡi cắt hoặc lưỡi mài phi 100. Lưỡi mài phi 100. Đấy, cái này là của Makute nhá. Makute này. Tiếp theo thì hôm nay em sẽ thanh lý một số các sản phẩm máy khoan pin nhá. Ở đây, còn một cái mã này. Đây, cái này em chưa giới thiệu cho các bác này. Đây là cái này là để cái máy để các bác đo tim nhá. Đo tim và đo nồng độ oxy trong máu. Cái này là 150.000 một cái thôi. Nhưng mà các bác sử dụng rất là tiện. Các bác chỉ cần tháo cái này ra và lắp một đôi pin vào đây nhá. Lắp một đôi pin vào đây. Đấy, các bác thể kẹp vào đầu ngón tay để nó sẽ có hiển thị ở trên này cho các bác đo được tim mạch. Đấy, đo tim mạch và đo nồng độ oxy trong máu nhé. Đấy, rất là tiện ích này. 150.000 nhá. Các bác gọi là máy đo tim cho em nhá. Giá 150.000. Còn đây là bu lông của Hitachi này. Hôm nay em sẽ thanh lý cái mã bu lông Hitachi. Cái mã này thì hôm nay em sẽ thanh lý với mức giá là 750.000 nhá. 750.000. Nó sẽ có nguyên một bộ như này cho các bác này. Một thân máy, hai quả pin, một sạc luôn. Đấy, thân máy sẽ là chạy động cơ từ không chổi than nhá. Và hai pin 10 cell này, một sạc này. Đấy, pin 10 cell chân pin phổ thông như này. Em sẽ thanh lý cái mã này với mức giá là 750.000 một bộ nhá. Đấy, 750.000 một bộ là sẽ có hai pin và một sạc, một dây đeo này, một khẩu 22 này và một hộp đựng máy như này. Cái này em thanh lý rẻ rồi nên là sẽ không có kèm theo quà tặng gì trong cái bộ sản phẩm này nhá. Cái này là máy khoan điện này, máy khoan điện của DCA nhá. Cái mã này là máy bê tông 2/26 đầu gài này. Cái này thì các bác không có kèm theo mũi khoan, mũi đục, nguyên máy như này thôi. Đấy, cái này nó sẽ tặng kèm thêm một đôi chổi than trong này sao? À, không có ạ, cái này nó chỉ có phiếu bảo hành thôi nhá. Đây, cái này là đôi chổi than đấy. Đây, các bác được tặng kèm thêm một đôi chổi than này. Có máy và tay cầm nhá. Cái này là máy, đây, máy 2/26 này các bác này. Hàng DCA chính hãng luôn nhá. Con này hôm nay em thanh lý giá là 1.180.000. Và đây là cái thông số kỹ thuật này. Đấy, công suất của nó là 800W nhá. Cái này hàng chính hãng lên là các bác xài thì thật sự là yên tâm về chất lượng nhá. Đấy, cái dây điện dẫn của nó rất là dài luôn này. Hàng chính hãng nên là các bác xài chất lượng nó tốt lắm. Tiếp theo là hôm nay thanh lý cái mã khoan bu lông của Huka này. Đây là Huka X1 bảo đồ nhá. Cái mã này thì được rất là nhiều các bác quan tâm luôn này. Cái thân máy của nó sẽ là chạy động cơ từ không than nhá. Có hai quả pin này các bác này. Một quả pin 10 cell và một quả pin 15 cell như thế này. Mối sạc này. Đấy, sạc của nó sẽ là sạc bàn nhá. Một dây đeo này, một khẩu 22 này. Con này nó có một cái ưu điểm là cái quả búa nó rất là to. Đầu bu lông 201 như này. Các bác sẽ lắp được khẩu bu lông 1/2 và có lỗ thủng ở dưới để cắm vít, bắn tôn, bắn vít. Vừa bu lông ốc vít luôn nhá.
và nó sẽ theo một quả pin 10 cell và một quả pin 15 cell rất là khủng như này luôn. Hôm nay thì em thanh lý cái mã này giá là chỉ có 1,2 triệu thôi, chạy rất là khỏe nhá, điều chỉnh với 2 tốc độ nhá, đấy, và có chế độ tự mất cái bị đứt ốc luôn. Giá là 1,2 triệu một bộ là sẽ đầy đủ nguyên bộ như này, vì là thanh lý rất là rẻ rồi nên là sẽ không có quà tặng gì nhau nhá, chỉ có nguyên hộp như này, một máy 2 bi và một sạc cho các bác. Đó, giá là 1,2 triệu này. Bên em vận miễn phí ship hoàn toàn nhé. Cái bộ này là bộ của Hitachi 12V này. Cái bộ này thì nó sẽ có một thân máy này, hai quả pin và một sạc nhá. Đấy, một thân máy, hai quả pin và một sạc cho các bác. Máy này sẽ là máy 2 chức năng, nó đang hết pin nên là em không cho máy chạy để các bác nghe thử cái tiếng kêu. Máy này máy 2 chức năng nhá. Và đầu kẹp 10 này, đầu 10 ly tự siết như này. Em thanh lý cái mã này là 350.000 một bộ nhá. 350.000 một bộ là sẽ có một thân máy này, hai pin và một sạc như này. Đấy. Một thân máy này, hai pin và một sạc này, 350.000 này. Giá này là được bao ship hoàn toàn cho các bác này. Tiếp theo một cái bộ của Makita này. Đây là máy đầu 13 ly của Makita, em thanh lý giá là 999.000 một bộ nhá. Nó sẽ có một thân máy này, hai pin và một sạc như này. Đầu máy sẽ là đầu 3 chức năng. Đây. Các bác có chức năng búa để khoan tường nhé. Đầu 13 ly tự siết và thân máy là động cơ từ không thử than. Kèm theo cho các bác là hai quả pin và một sạc như này. Giá sẽ là 999.000 một bộ nhé. Đấy, em bao ship hoàn toàn cho các bác rồi. Những cái bộ sản phẩm này nói chung là mỗi mẫu là nó chỉ còn mấy bộ nên là em tính là sẽ không quà tặng các bác nhé. Không có kèm theo quà tặng. Hiện đây thì em thanh lý luôn mấy cái bộ máy mài mỹ nghệ này. Đây là máy mài mỹ nghệ của Kinh Bờ Hồ nha các bác nhé. Mài mỹ nghệ này, phụ kiện trăm món này, 200W đây. Đây, qua nhìn này, mẫu mã của nó rất là đẹp và chắc chắn này. Đó, đây, công suất là 200W nhá. Cái mã này thì em sẽ thanh lý cho các bác với mức giá là 530.000 đồng. Đây, nó sẽ theo phụ kiện 100 món này. Đấy, đầy đủ rất là nhiều các phụ kiện này, có cả dây lối dài để cho các bác này. Đó, đầu máy như này nhá. 530.000 một bộ thôi nhá. Các bác có thể là mài như này nhá. Mài như này 100 món. Giá là 530.000. Tiếp theo thì đây là bộ máy khoan pin của Makita. Bộ này pin 5 cell nhá. Em sẽ thanh lý bộ này với mức giá là 520.000. Đây, có 3 chức năng này các bác này. 3 chức năng là các bác sẽ có chức năng búa để khoan đường nhá. Pin 5 cell như này. Một thân máy, hai pin và một sạc. Máy 3 chức năng, pin 5 cell, đầu kẹp 10 ly, đầu nhựa nhá. Và thân máy này là chạy động cơ có chổi than. Giá là 520.000 một bộ. Giá bao ship tận nơi cho các bác rồi. Tiếp theo thì đây là mẫu máy mài pin của Hukan nhá. Mẫu máy mài pin của Hukan này. Con này nó sẽ có mức giá là 1.850.000 một bộ này. Sẽ có đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn này. Một thân máy này. Một thân máy nhá. Hai quả pin. Riêng cái bộ này các bác sẽ có hai quả pin chân pin phổ thông, một quả 10 cell và một quả 15 cell. Đó. Và một cái sạc này, một sạc bàn này, một tay mở này, một ốp bảo vệ này. Đấy, đây ốp bảo vệ và tay mở lưỡi tay cầm như này nhá. Đó, đầy đủ như này cho các bác này. Đây. Máy chạy rất là êm. Các bác có một máy, có một pin 10 cell và một pin 15 cell nên là các bác xài ok lắm. Các bác này này các bác này. Thân máy một tấc chạy động cơ từ không thổi than luôn nhá. Cái này hàng Hukan chính hãng nhá. Giá là 1.850.000. Đấy, 1.850.000 một bộ, em miễn phí ship hoàn toàn cho các bác. Đây các bác gọi cho em là mài pin của Hukan, chân pin phổ thông nhá. Vì là mài Hukan nó có hai mã thôi nhá. Một mã này là chân pin phổ thông, nó còn một cái mã chân pin không phải phổ thông nữa. Thì cái giá của nó rẻ hơn, cái mã này là chân pin phổ thông. Giá là 1.850.000 thôi nhá. 1.850.000. Tiếp theo thì đây là cái bộ máy Hukan 7.1. Đây. Cái đợt này nó về cái mẫu mới rất là đẹp nhá. Đây là Hukan, em xin lỗi, đây là Hukan X8 chứ không phải X7, đây là X8 nhá. Nó sẽ có nguyên bộ như này. Đây. Hukan X8 thì nó là máy 3 chức năng nhá. 3 chức năng, đầu 13 ly luôn. Cái này nó sẽ có nguyên hộp cho các bác này. Đấy, cái đợt này nó thiết kế là tay cầm sẽ để trong hộp máy luôn.
có một tay cầm. Và ngoài ra là các bác được tặng kèm thêm một cái túi đựng nhá. Đấy, tặng kèm cho các bác thêm một cái túi đựng ở phía bên ngoài như này. Có thể xách túi để đi làm. Đấy, các bác không mang hộp đi thì các bác xách túi nhá. Được tặng kèm thêm một cái túi đựng máy. Riêng cái mã Hukan, đây là Hukan X8 nhá. Hukan X8. Đây. Cái mã này thì sẽ sử dụng chân pin phổ thông. Đi theo máy là có hai quả pin trong, một quả 10 cell và một quả 15 cell như này. Rất là khủng này. Đây quả này 15 cell này các bác này. Chân pin phổ thông nhá. Cái mã này giá của nó sẽ là 1.900.000 các bác nhé. Đấy, chạy rất là êm luôn. Ba chiếc lăng này. Đấy, ba chiếc lăng mà các bác có chiếc lăng búa luôn nhé. Rất là khỏe nhá. Cái đầu máy của nó sẽ là đầu kim loại 13 ly các bác nhé. Ba chiếc lăng và điều chỉnh được 20 cấp độ chuột này. Giá của nó sẽ là 1.900.000 một bộ. Cái mã này các bác gọi cho em là máy Hukan X8 nhé. Đấy, quan pin Hukan X8 vào đồ. Giá là 1.900.000 một bộ, sẽ có nguyên bộ như này. Đó. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu với các bác hai cái mã sản phẩm này. Hôm nay bên em về được đây là cái bộ đầu khẩu này các bác này. Đấy. Em sẽ mở phía bên trong cho bác xem. Đây, 32 chi tiết này. Đây nhá. Cái hộp của nó sẽ là hộp màu xanh như này ạ. Cái bộ này nhìn nó cực kỳ là chất lượng luôn các bác nhá. Đấy, rất là ok này. Phụ kiện đi theo này. Đấy, các bác sẽ có rất là nhiều các đầu khẩu nhá. Đây, cái này nó sẽ có từ khẩu nhỏ cho đến khẩu to này. Đây là khẩu 15 này các bác này. Đấy, 14 này. Cái này nó xếp lộn xộn đây rồi. Đây các bác có từ khẩu 8 đây. Tính từ đây này. Đấy, từ khẩu 8 này. Tiếp theo lên đến đây này. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 này. Đấy, tiếp lên tận đây là 32. Từ 8 nhá. Có từ khẩu 8 cho đến khẩu 32. Đó. Và bên này nó còn hai khẩu này nữa này. Đây 16 này. Nó có thêm một cái khẩu 16 dài nhá. Tức là có từ khẩu 8 đến khẩu 32 là cái khẩu dạng khẩu ngắn này. Đấy, cái chất liệu nó rất là đẹp các bác nhá. Đấy, còn và thêm một cái khẩu 16 dài hơn này. Cái khẩu 16 này có thể gần 10 cm á. Và một cái khẩu 21 nữa, tức là sẽ có hai thêm hai khẩu dài này nhá. Và một cái cây lối dài này. Đấy, nó sẽ có thêm một cái cây lối dài như này cho các bác này. Đấy, một cái tay mở này. Mất méo này. Đây cái tay mở đây các bác nhá. Đấy. Cực kỳ là chất lượng luôn. Nhìn nó đẹp cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn này các bác này. Đó thì hôm nay cái mã sản phẩm này nhá, cái mã sản phẩm này hôm nay là bên em mới về kho cái mã này, em sẽ tri ân cho các bác nhà mình luôn. Với mức giá là 550.000 đồng trên một bộ nhá. 550.000 đồng trên một cái bộ đầu khẩu này, giá miễn ship tận nơi. Giá miễn ship nhá. Đấy, đây là bộ này là 550.000 này. Tiếp theo một cái bộ này nó sẽ có nhiều tiết hơn thế này. Đó, tiếp theo một cái bộ này thì giá của nó cao một chút nữa, nhưng mà nó sẽ có nhiều chi tiết hơn nhá. Cái bộ này giá của nó sẽ cao một chút này các bác này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn này. Cái này nó sẽ có theo một dãy cà lê như này nữa nhá. Đây. Đó. Đây này các bác, rất là nhiều khẩu này. Đó, nó cũng có từ khẩu 8 cho đến khẩu 32. Tức là nó giống như cái bộ kia đấy. Và nó thêm một cái dãy cờ lê. Đấy, cái bộ này sẽ có giá là 650.000 nhá. Đấy, 650.000 là nó thêm rất là nhiều cà lê ở trên này. Từ cà lê nhỏ cho đến cà lê to. Đấy, rất là nhiều luôn. Giá là 650.000 nhá. Đấy, một cái bộ đồ này rất là đẹp và chắc chắn như này các bác này. Đó, chỉ có 650.000 thôi. 650.000 là các bác được bao phí ship rồi. Đó, cái bộ này các bác gọi cho em là bộ đầu khẩu của cờ lê cho em nhé. Đấy, bộ đầu khẩu của cờ lê. Giá là 600.000. Giá này là em bao ship hoàn toàn cho các bác này. Tiếp theo thì hôm nay bên em có một cái bộ máy bu lông này cực kỳ là chất lượng này cho các bác này. Cái này hàng công ty nhé. Để em sẽ mua hộp cho các bác tham khảo luôn. Mình chọn bộ sản phẩm này luôn này. Mới về cái mẫu này là đặt lâu lắm rồi, hôm nay mới có quá nhá. Rất là đẹp và chắc chắn luôn ạ. Đây.
hàng công ty nhá, hàng nội địa Trung Quốc này các bạn. Chạy rất là ngon luôn. Đây. Cái này thì các bác sẽ có bao gồm là một thân máy này, hai quả pin này và một sạc nhá. Đây. Cực kỳ là ok luôn. Đó, mẫu mã nó rất là đẹp và chắc chắn nhá. Với cái mã sản phẩm này thì em sẽ có một cái mức giá. Cái này là hàng công ty chính hãng nên là các bác xài thì cái giá của nó hơi cao một chút, nhưng mà xài cái chất lượng rất là tốt. Giá là 2.100.000 thôi các bác nhá. 2.100.000. Đấy, cái giá này là giá ở cái thời điểm hiện tại nhá. 2.100.000 này. Tiếp theo thì em sẽ thanh lý là đây là máy khoan bót 3 chức năng này các bác này. Khoan bót 3 chức năng thì là em sẽ thanh lý giá là 720 một cái nhá. 720 là nó sẽ có máy này và tay cầm, kèm theo có một cái hộp đựng như này. Mỗi khoan mỗi đục là không có đi theo. Giá là 720.000. Còn nếu như mà bác nào không lấy hộp đựng máy nhá, cái lô trước em có mấy con nó không có hộp thì em thanh lý là giá 650. Còn các bác mà lấy cả hộp như này thì sẽ là 720.000 nhá. Khoan bê tông bốc này, 2x26 này các bác này. Còn đây là Maita này, Maita bu lông này các bác này. Bu lông Maita thanh lý giá 950 một bộ nhá. Sẽ có một thân máy này, hai bi và một sáng như này, một khẩu 22, một dây đeo và một đựng. Cái mã này thì nó sẽ điều chỉnh được 3 lút tốc độ luôn nhá. Giá là 950.000 này. Đấy, 950.000 một bộ này. Bu lông của Maita này. Còn đây là máy Daiwat này. Daiwat 13 ly này các bác này. Đây. Daiwat 13 ly thì nó sẽ là chạy động cơ có chổi than nhá. Đầu 13 ly như này. Đầu kim loại và có 3 chức năng luôn này. Một máy 2 bi và một sạc em thanh lý giá 900.000 một bộ nhá. Giá bao ship hoàn toàn về tận nơi cho các bác rồi. Đấy, Daiwat 13 ly có than. Còn đây là cái bộ đầu khẩu nhỏ nhá. Cái bộ đầu khẩu 1/2 này. Cái này nó sẽ có từ khẩu 8 cho đến khẩu 24. Giá là 250.000 một bộ. Đây, 250.000 một bộ nhá. Các bác gọi cho em là khẩu hộp vàng có 10 món nhá. Đấy, 10 chi tiết này, từ 8 đến 24, giá 250.000 một bộ này. Còn các bác mà cần những cái khẩu mà chui lục giác thì em có cái bộ này là từ 6 đến 19 nhá, giá là 230.000. Đấy, đây, khẩu chui lục giác này. Cái chất liệu nó rất là bền luôn, đẹp cực kỳ luôn nha các bác nhá. Khẩu sâu lòng nhá. Đó, 230.000 một bộ như này. Nó sẽ có từ khẩu 6 cho đến khẩu 19 luôn. Hôm nay thì tiện đây em sẽ thanh lý một cả mấy cái mã hộp đồ này các bác này. Hộp đồ của Hát Linh này. Đây là hộp đồ chính hãng của Hát Linh nhá. Đấy, trong kho của bên em còn khoảng độ 5 đến 7 cái hộp này. Hộp này là hộp tôn này. Đấy, có sử dụng rất là tiện này. Bên trong này nó có cực kỳ là nhiều ngăn luôn này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đó, nó sẽ có một cái ngăn chính này. Và một, hai ngăn phụ ở bên này. Hai ngăn phụ bên này. Đấy, tổng thể là các bác có 5 ngăn nhá. Đấy, sử dụng đến đâu các bác mở ra đến đấy. Đấy, các bác mở ngăn trên này hoặc ngăn dưới này. Đấy, rất là tiện nhá. Cái chất liệu của nó là chất liệu tôn nhá. Rất là dày dặn, đẹp và chắc chắn luôn này các bác. Dùng sao các bác lắp lại này. Và có dây xách. Đây, có quai xách ngày luôn. Các bác sử dụng để đựng đồ ngày đi làm nhá. Hoặc là các bác mà xài trong gia đình, các bác đựng là dụng cụ sửa chữa trong gia đình rất là tiện ích luôn. Đấy, cái này em sẽ quay chi tiết cho các bác về cái kích thước này. Ở đây nó sẽ có kích thước cụ thể cho các bác luôn nhá. Đó, đây. Đây là cái kích thước này các bác này. Em sẽ quay kích thước cho các bác tham khảo nhá. Đây, kích thước của nó sẽ là 47,5 này, nhân với 24 này, nhân với 24,5cm này. Đấy, đây là model và kích thước nhá. Kích thước cụ thể cho các bác luôn. Đây, các bác để tham khảo để xem nó có phù hợp công việc của mình hay là không. Đấy, nó rất là đẹp và chắc chắn như này. Nhìn cực kỳ là ok quá nhỉ. Đấy, 500.000 một cái nhé. 500.000 một hộp. Một cái hộp tôm của Hát Lừng như thế này, giá là 500.000 này, em bao ship hoàn toàn này. Rất là đẹp và chắc chắn như này. Đó, 500.000 nha các bác nhé. 500.000 một hộp thôi. Đấy, tiếp theo là hôm nay bên em có một ít cái pin này này, nó lẻ mẫu ra viện thanh lý luôn cho các bác. Đây là pin của Hukan 10 cell này, có đèn báo pin nhé. Giá là 350.000 một quả. Đấy, còn đây là pin 15 cell của Maita, anh ý giá là 450.000 một quả nhá. Giá bao ship hoàn toàn cho các bác.
Đấy, tiếp theo thì đây là cái đế sạc, đế chuyển sạc điện thoại nhá. Khi mà các bác có những cái quả pin chân pin phổ thông như này rồi, các bác hãy mua thêm một cái đế chuyển sạc như này của Vucan chính hãng này. Các bác lắp vào đây. Đấy, nó sẽ có một cái đèn pin ở đây nhá. Và ra được hai cái cổng sạc điện thoại này. Đấy, khi mà các bác đi tham quan du lịch hay là đi đâu ấy thì các bác thể sạc được điện thoại luôn, rất là tiện nhá. Giá là 180.000 miễn phí ship này. Còn đây là cái khò đơn này. Khò Gamily là em sẽ có khò một mỏ hoặc là khò hai mỏ nhá. Đây là khò một mỏ, giá sẽ là 120.000 miễn ship. Là nó sẽ kèm theo được một ít que hàn và thuốc hàn đây. Nếu như mà các bác mà nó có cả khò hai mỏ thì sẽ là 150, nhưng mà khò hai mỏ sẽ không theo que hàn và thuốc hàn nhá. Đấy, một mỏ sẽ là 120, còn hai mỏ là 150. Giá là bao ship tận nơi cho các bác rồi. Đây là cái bộ mũi khoan Taro Ren này, giá 200.000 em miễn phí ship cho các bác này. Đấy, nó sẽ có 6 mũi nhá. Có 6 mũi này. Đây, 6 mũi. Giá 200.000 nhá. Đây là ống siêu tốc Thái Lan, hôm nay em thanh lý luôn cho các bác là giá là 170.000 này. Em còn có 2 3 cái nữa thôi. Giá 170.000 nhá. Đây. Nó sẽ có nhiều màu nha, có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu hồng. Đó, khi mà các bác mua thì em sẽ lựa màu bất kỳ nhá. Giá là 170.000 bộ này. Đấy, sẽ có một siêu và một đế như này. Cái này nó sẽ đu được 2,5 lít nước nhá. Và ruột của nó sẽ là ruột inox 304 như này này. Đấy, các bác sử dụng rất là bền luôn. Giá là 170.000 một cái. Đấy, ấm siêu cấp Thái Lan này, 170.000 này. Còn đây là bộ dao kéo bếp này. Dao kéo làm bếp của Nhật này. Bộ 6 món nhá. Giá 250.000 này. Cái này thì nguyên một bộ này là các bác sẽ có 6 món này, một cái kệ để dao này. Đó. Đây. Và trong này nó sẽ có nguyên một bộ này, các bác sẽ có 3 dao, một kéo, một kệ và một đũa luôn. Đây, em sẽ mở cho các bác xem kỹ về cái bộ này. Đấy, một kệ này, một kéo này, một đũa này. Đây là một con dao còn hoa quả nha các bác nhé. Đó. Tiếp theo này, một con dao thái này và một con dao chặt nhá. Đó, tất cả đều là Japan hết. Và chất liệu của nó sẽ là chất liệu thép trắng như này này, có sử dụng rất là bền, sạch sẽ cực kỳ luôn. Đó, một dao chặt, một dao thái này, một dao gọt hoa quả này, một kéo này, một rũa và một kệ nhá. Giá chỉ có 250.000 thôi nhá. 250.000 một bộ dao kéo Nhật. Cực kỳ là đẹp và chắc chắn cho các bác nhà mình. Đấy, tiếp theo thì hôm nay là em sẽ giới thiệu các bác một số các sản phẩm mà các bác chỉ trong cái máy xịt rửa xe nhá, máy xịt rửa mini nhá. Em sẽ có dây vòi này, dây vòi thì em sẽ có dây